Xin chào các anh chị các bạn. Trong video bài học này thì tôi sẽ nói với các anh chị và các bạn về cái cách mà các anh chị và các bạn sẽ tìm kiếm data của khách hàng. Đây là một số những cái gợi ý cơ bản. Hiện nay trong cái lĩnh vực telesale hay còn gọi là telemarketing thì người ta có thể chia cái dữ liệu ra data thành nhiều loại. Thứ nhất là data nóng, thứ hai là data ấm, và thứ ba là data nguội, và cuối cùng là data lạnh. Chia thành 4 cái mức như vậy. Cái data nóng tức là cái data rất là tốt, rất là có khả năng chuyển đổi. Chẳng hạn như là những cái dữ liệu mà bạn chạy quảng cáo Facebook nó ra được số, bạn chạy quảng cáo Google AdWords nó ra được số, khách hàng điền form trên cái website của bạn, hoặc là các bạn đăng ký ở một cái chương trình cuộc thi, một cái phễu nào đó, hoặc là các bạn đăng trên cái Facebook group để người ta để lại số điện thoại, người ta muốn nhận được cái gì đó. Hoặc là các bạn có thể mua một cái số điện thoại của một cái khách hàng, nhưng mà ở trong một cái nhóm dữ liệu cụ thể thì mình có thể chuyển thành cái data từ nóng sang ấm. Chẳng hạn như là bạn làm tiếng Anh cho trẻ em, nhưng mà bạn có thể làm hội thảo tại một cái trường cấp 1 hay là cấp 2 gì đó, và phụ huynh đến đăng ký, phụ huynh đến ngồi nghe, thì cái dữ liệu như vậy có thể là data nóng. Thế còn mà nhà trường mà cho số điện thoại của phụ huynh thì cái data như vậy có thể gọi là data ấm. Và mình mua được ở đâu đó, hoặc là ai đó cho mình cái số điện thoại, thì cái data như vậy có thể là data nguội, hoặc thậm chí là mình nhặt công ty cấp cho mình một cái mớ, có thể đấy là data lạnh. Các cái mức độ khác nhau nó sẽ dẫn đến cái tình trạng thành công khác nhau. Data càng hot thì là nó cần phải trả lời ra câu hỏi là có đúng người, đúng dịch vụ, đúng sản phẩm hay không. Thí dụ như các bạn chào tôi những cái dịch vụ vừa tiền, những cái sản phẩm vừa tiền, chẳng hạn như đi du lịch, hay là bất động sản cũng vừa tiền thôi, hay là xe hơi cũng vừa tiền thôi, thì tôi nghĩ là ok, có thể phù hợp. Tôi nói thí dụ như vậy. Thế nhưng bây giờ các bạn lại mua chung cư hàng chục tỷ, hay là đầu tư bất động sản hàng chục tỷ, thì tôi nghĩ rằng là dù tôi có rất muốn thì tôi cũng không có khả năng. Tức là sao? Đấy là cái khách hàng nó không phù hợp. Hay là bây giờ gọi điện cho tôi chào mời tôi mua ô tô, thì tôi dùng ô tô 4-5 năm nay rồi thì tôi không có nhu cầu mua nữa, đúng không ạ? Thế nhưng mà ví dụ bây giờ chào một cái xe cũ mới khoảng độ mới chạy được 1-2 năm thôi hay 3 năm thôi, đời cao nhưng mà giá hấp dẫn, có thể rẻ hơn một chút so với thị trường 50-100 triệu, tôi ví dụ như thế. Nói chung là nó phải có cái điểm nhấn, nó có cái sự quan tâm thì có thể tôi sẽ quan tâm, đúng không ạ? Và thậm chí tôi có thể chuyển đổi bằng cách là tôi bán xe của tôi đi và tôi thêm tiền và tôi mua xe mới. Thế là tôi nói thí dụ trong trường hợp mà bạn muốn làm telesale như vậy, đúng không ạ? Vâng, cái dữ liệu này thì mình sẽ lấy ở đâu, đúng không? Thì thứ nhất là mình có thể xây dựng các mối quan hệ bằng cách là tham gia hội thảo, tham gia hội nhóm trên mạng, các cái group, các cái diễn đàn, mình lưu thông tin lại, và sau đó mình cũng để public cái số điện thoại của mình lên, đúng không? Thế rồi thì mình cũng có thể là dạng mua bán, trao đổi, cho biếu tặng, đúng không ạ? Rồi ông mất chân giò, bà thò chai rượu, các dữ liệu. Thí dụ như là bên bất động sản bán hàng thì bao giờ cũng bán dữ liệu cho bên nội thất. Đấy. Thế thì sau đó là bên bán xe hơi lại bán dữ liệu cho bên bất động sản. Tôi lấy thí dụ như vậy. Hay là bên du lịch thì lại làm visa, bên làm visa thì lại bán cho bên định cư, kiểu như thế. Đấy gọi là cái cách mà chúng ta mua bán trao đổi dữ liệu với nhau, đúng không? Chúng ta cũng có thể lấy data bằng cách là sưu tầm, bằng cách là cho khách hàng điền thông tin để tặng quà trên website, trên Facebook, trên fanpage, Zalo này kia đều có thể được. Đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể là mua hoặc sưu tầm một mớ, và trước khi mua thì chúng ta cũng phải test, tức là phải kiểm tra. Đặc biệt là cái đội làm bất động sản thì họ cũng gọi test những cái dữ liệu này rất nhiều. Những cái bạn làm sale ấy, ngày trước này tôi cũng bán được những cái mớ data như vậy, họ cũng mua mấy triệu, hàng trăm nghìn, hàng triệu data ấy, đúng không ạ? Vâng. Và khi có data rồi thì chúng ta phải làm gì, đúng không? Thì chúng ta đấy, bước đầu tiên là chúng ta phải quét dữ liệu, tìm kiếm khách hàng và đánh giá khách hàng qua Facebook, qua Zalo, qua website trước đi, nếu như mà chúng ta tìm thấy. Còn nếu mà chúng ta không tìm thấy thì chúng ta chấp nhận thôi. Thế thì chúng ta quét những người mà chúng ta tìm thấy trước, chúng ta đánh giá trước để chúng ta gọi, đúng không? Đấy. Thứ hai là chúng ta cũng
khi mà có cái nguồn data đấy thì chúng ta cũng phải biết là cái nguồn đấy ở đâu và cách gọi đến thì chúng ta phải xử lý với từng nguồn là khác nhau nhá. Bây giờ chẳng hạn như là bây giờ có cái nguồn là cấp cho các bạn là cái nguồn data khách hàng là Vinhome hay là Audi Việt Nam hay là BMW Việt Nam hay là khách VIP của Viettel hay là khách VIP của ngân hàng ABC kiểu như thế, thì bạn phải có một cái mối liên hệ để bạn gọi. Chẳng nhẽ bây giờ em gọi cho chị là em mua được cái data khách VIP của Viettel hay là cái khách VIP của ngân hàng ABC thì người ta chửi cho chết đúng không? Đấy, thì rõ ràng là tôi muốn nhấn mạnh vào cái việc là chúng ta phải xây dựng, phải sưu tầm, phải duy trì cái data này và càng chuẩn càng tốt, càng nóng càng tốt. Ấm nóng là sẽ rất là thành công, còn nguội và lạnh thì tôi nghĩ rằng là tỷ lệ có khi 100 số mới được một số, chứ không phải là đơn giản. Vì bây giờ người ta rất là chán cái hình thức này rồi, 10 cuộc gọi một ngày có khi chẳng được cái chuyện gì tào lao, sau đó cứ liên tục các ngày, họ thành ra đề phòng, thành ra họ bực, họ cảm cảm xúc của họ không tốt đối với những người gọi ta là sale đấy các bạn nhá. Nhưng mà không vì thế chúng ta từ bỏ, và chúng ta luôn luôn kết hợp với những cái chương trình như vậy. Và đặc biệt là chúng ta cũng phải chuẩn bị các cái bộ công cụ của chúng ta, như là số điện thoại gọi phải đẹp nhá. Nói chung là tôi khuyến khích đẹp. Đấy, thứ hai là giọng điệu các thứ mình luyện phải ngon. Đấy, thứ ba là những cái tổng đài, số tổng đài cũng phải số đẹp. Đấy, và thứ tư là nếu mà tuyệt vời nhất là gọi đến mà có số mà lưu ở trên này, có tên hiển thị thì rất là ok các bạn nhé. Còn nếu mà không thì sẽ không ăn không ok lắm. Đấy, thì quan điểm của tôi là như thế. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta phải xây dựng các mối quan hệ, để chúng ta phải sưu tầm và chúng ta thường xuyên nhắn tin gọi điện chăm sóc khách hàng tiềm năng, thậm chí là rất tiềm năng, có thể là trong tương lai gần và tương lai xa. Ok, thì như vậy tôi xin phép kết thúc cái video bài học ngắn này là tìm kiếm khách hàng tiềm năng, sắp xếp khách hàng. Đấy, và chúng ta có thể là quét dữ liệu khách hàng và thậm chí là chúng ta cũng có thể sử dụng thêm những cái hình thức remarketing khác. Đặc biệt là hiện nay trên thị trường cũng có những cái phần mềm mà khi mà khách hàng truy cập vào website một cái nó sẽ lấy được số điện thoại và sau đó thì chúng ta có thể remarketing bằng Facebook hoặc là chúng ta có thể gửi SMS hoặc là chúng ta cũng có thể gọi telesale để bán hàng. Ok, rồi thì bài học này đơn giản như vậy thôi. Xin chúc các anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.